depends. Sometimes I like spending very cool. Sometimes I long time, sometimes short but closely. Question for coach and player. So what is your evaluation for the match tomorrow against Indonesia? Is it working? Okay, si ciao. This fourth match is a part of the process of the World Cup qualification. Đây là trận đấu thứ tư của chúng tôi tại vòng loại thứ hai này và chúng tôi vẫn giữ nguyên mục tiêu đó là làm thế nào giành được kết quả tốt nhất để hướng tới việc mà giành vé tham dự vòng loại thứ ba. The mission is of course to qualify the team for the third one of the World Cup. Mục tiêu của chúng tôi vẫn là làm thế nào để giành vé tiếp vào vòng loại thứ ba. It remains four matches, not it remains three matches. Cùng với trận đấu Indonesia này thì sau đó chúng tôi có hai trận đấu nữa, tổng cộng là ba trận đấu. We can say that we have our destiny in our hands. Ở hoàn cảnh hiện tại thì với tình thế của bảng đấu thì chúng tôi vẫn hoàn toàn nắm quyền chủ động và tự quyết. And there is no reason to have a doubt. Và hiện tại thì tất cả chúng tôi không ai có sự nghi ngờ nào về mục tiêu cuối cùng mà chúng tôi đã đề ra. Especially because in the last three matches left, we have two matches at home. Bởi lẽ là trong ba trận đấu sắp tới thì có hai trận đấu là chúng tôi được thi đấu trên sân nhà. And it's a very big and great advantage. Đương nhiên đây sẽ là một lợi thế rất là lớn. Especially if we have a big backing, if the public come with numbers, it's clear that it will be a great advantage from the first second of the match and the last second of the match. Và vì vậy thì chúng tôi rất là mong nhận được sự ủng hộ của càng đông số lượng khán giả trên sân càng tốt để cổ vũ nhiệt thành cho đội từ những thời điểm đầu tiên của trận đấu tới những giây cuối cùng. And we are aware of that. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. We are aware that we have our destiny. Chúng tôi ý thức được là chúng tôi cần thể hiện sự chủ động. We realize that we can do it, our mission. Tôi tin là tất cả các cầu thủ đều ý thức được điều đó và họ đều tin tưởng rằng là chúng tôi có thể làm được mục tiêu chúng tôi đã đề ra. But of course, hope is not enough. We need to put the ingredient inside the match. Nhưng dĩ nhiên là đề ra mục tiêu là một chuyện, nhưng mà các cầu thủ cũng cần quyết tâm và thể hiện được điều đó trên sân được. The result is not coming from only the hope and dream. Kết quả thì đương nhiên là không chỉ đến từ việc đề ra mục tiêu hay là hy vọng về nó. The result is coming from what we have to do. Kết quả sẽ đến từ những gì mà các cầu thủ có thể làm được ở trên sân. In terms of strategy, in terms of aggressiveness, in terms of intensity, in terms of determination, in terms of intelligence, because we need to take the right decision at the right time to be efficient. Các cầu thủ đương nhiên ngoài việc mà họ cần kỷ luật và tuân thủ đấu pháp chiến thuật, đồng thời là mạnh mẽ trong tất cả các tình huống mà chúng ta cần tranh chấp đối kháng trên sân, thì họ cũng cần khôn ngoan tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác và phù hợp nhất. Bởi lẽ chúng ta đều hiểu được rằng cái sự khác biệt nó sẽ đến từ tính chính xác trong những quyết định cuối cùng. And this is what we tried to do for the last year. This is what we did for the last three days. And I feel a great ambiance inside the group and the players are ready to make this challenge successful. Đó là những gì mà chúng tôi đã luôn hướng tới. Kể từ những đợt tập trung đầu tiên và tôi cũng luôn luôn thúc đẩy các cầu thủ đề cao hơn nữa tính chính xác của bản thân mình và tôi tin rằng tất cả các cầu thủ ở thời điểm hiện tại có không khí trong đội vẫn đang rất nỗ lực và tự tin nhất để hướng tới trận đấu sắp tới. For me, it's okay.
ngày mai thì toàn đội cũng biết mục tiêu mình phải làm gì trước một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình ở vòng loại 2. Toàn đội cũng đang chuẩn bị cho những điều cần thiết nhất để có thể có được mục tiêu cuối cùng trong ngày mai, đó là một chiến thắng để có thể có một cái lợi thế nhỏ nhỏ trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình ở bản đấu này. Và hy vọng là ngày mai thì tất cả mọi người, không chỉ ở các cầu thủ ban huấn luyện mà tất cả các mong là người hâm mộ sẽ luôn luôn đồng hành cùng đội tuyển và sẽ đến sân cổ vũ cho đội tuyển, và để có thể có được một cái mục tiêu đề ra, và hy vọng là ngày mai mình sẽ thi đấu tốt và có được bàn. So of course tomorrow is an important match against a direct opponent for the qualification to the third round of World Cup. So I think that at the moment the whole team is doing the best preparation that we can in order to achieve our eventual target, which is a win to gain our advantage against a direct opponent in the group. So I hope that tomorrow, with our determination from the staff and the players, we will receive the best support from the fans and the local supporters, and hopefully that we will achieve our eventual ambition. This man is the man who has used a photo. Could you say that? No? Huấn luyện viên Phil Chute có thể chia sẻ liệu chúng ta sẽ tiếp cận trận đấu sắp tới như thế nào, và ông đã tìm đến phương án là đội tuyển Indonesia có thể chơi phòng ngự và đá sẵn vào trận đấu tới không, khi mà họ đã có lợi thế là giành 3 điểm trên sân Bukarno. So question for the coach, what is your plan approach for the match tomorrow? As perhaps Indonesia will select will offer a defensive approach, especially when they already achieve a 3 points advantage in the first match, and maybe they will be very aggressive in tomorrow's match. Yes. Of course, we are to speculate about any strategy from Indonesia, and we understand that they could have different options to play this match, maybe to wait for us and to see what we are able to do, and maybe to surprise and to trap us in terms of a counter-attack. Or they could also have a strategy to be very aggressive in the beginning of the match and to disturb our confidence, and many strategies in football, and we have to be ready to face any challenge, and we are ready, and I've already prepared the team to face different options during the match, because the match is not a direct line. We have a high moment, low moment, we can score a goal, we can get a goal. And the match is finished only when the referee stops the match. But until the moment the referee stops the match, I want to feel from my players all the will, because whatever the result, the target is to have no regret and to do our best. Chúng tôi đã có một số những cái phân tích và phỏng đoán về cách tiếp cận của đội tuyển Indonesia. Có thể là về phương án thứ nhất thì họ sẽ phòng ngự, chủ động phòng ngự và chờ đợi các cơ hội để phản công, hoặc cũng có thể họ sẽ đẩy cao để gây bất ngờ ngay từ những thời điểm của đấu trận. Nhưng bất luận hoàn cảnh nào xảy ra đi nữa thì chúng tôi đã chuẩn bị những kế hoạch nhân sự khác nhau nhằm đối phó với cách tiếp cận từ phía đối phương. Và bất luận là nhân sự nào sử dụng trên sân đi nữa thì tôi luôn luôn yêu cầu các cầu thủ họ duy trì tinh thần và ý chí nỗ lực tới những phút cuối cùng, bởi lẽ chúng ta không được phép bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng của trận đấu. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Mời bạn. Indonesia. Em xin phép mọi người hỏi cô bằng thế này. With my respects, why did you love with Pratama Ahan and Coach Shinsegao after the end of this match? Yeah, what do you say? Sorry, but... Tôi rất là tôn trọng ông, nhưng mà tại sao ông lại cười với cả đối thủ sau trận lượt đi mà cái bức ảnh này? Xin
sếp. Xin phép được hỏi huấn luyện viên trưởng, từ SEA Games 22, từ SEA Games năm ngoái cho tới nay, tôi thấy là các đội tuyển của ông là thường xuyên khi mà đá với Indonesia là không có một cái cách phòng ngự nào với những tình huống ném biên với một khoảng cách xa họ như vậy. Và điều này bắt đi lặp lại trong các trận đấu. Đến thời điểm hiện tại là tôi thấy khoảng 3 lần từ SEA Games năm ngoái là chúng ta đều phải chịu bàn thua. Vậy thì liệu chúng tôi có được thấy ông bố trí một cách phòng ngự nào đấy ở trong trận đấu vào ngày mai hay không với những tình huống đặc thù của Indonesia như vậy? Bởi vì chúng tôi thấy đó là những tình huống rất nguy hiểm và chúng ta thua liên tục từ năm ngoái đến giờ. Vietnam national teams in both categories have been playing in Indonesia three times since SEA Games until now, and we have conceded a number of goals from the throw-in of Indonesia. So obviously we face some difficulties in controlling those type of situations. So do you have any plan to prepare the defensive structure better to be against those kind of situations tomorrow? Very interesting question and difficult to respond because when the man takes the ball, everybody is excited. And I want to say why. Because the story says, because we score maybe more than 30 goals like that. And when I ask to the Japanese team, when I ask to many teams, say, why you didn't avoid that? He say, we try, we make, but we don't know. It's so difficult. So that's why. It's clear that we were not surprised about the throwing, right? We were not surprised, but when I see the photo of the goal, it's clear that we were not in a good position. And unfortunately, that's pity because in Qatar we had 10 throwing and we were a good organization. In Indonesia, we had also six throwing. We were in a good position, but one, unfortunately, we miss some concentration, and we pay the price. So, in football, we have to correct the mistake, and it's clear that tomorrow we will solve this problem, especially because we lost the first match against Indonesia with a penalty. The match in Indonesia, we lost with throwing. That's pity, but this is football, and we have to accept. And sometimes we have to pay the price to be better. And I hope that tomorrow, if the number 12 play, I hope that we will solve this problem. And we are ready to solve this problem because we already talked with the players how to manage this this strategy. Đương nhiên là để nói về những tình huống ném biên của Indonesia thì chúng tôi chắc chắn là đã có sự chuẩn bị nhằm đối phó với các tình huống này. Thậm chí là trước khi bước vào trận đấu vừa rồi thì tôi cũng đã trao đổi với một số thành viên ban huấn luyện của Nhật Bản. Tại vì trước đó thì Nhật Bản đã dùng các tình huống cũng để thua một tình huống đến từ pha ném biên của tuyển Indonesia. Ngoài việc tập luyện thì tôi cũng nhấn mạnh với các cầu thủ của toàn đội đó là các tình huống này. Họ đừng dao động, họ đừng có đặt nặng tâm lý trong các tình huống này gì cả. Bởi lẽ chúng tôi cũng đã có những sự chuẩn bị. Và sau trận đấu thì để nhìn nhận lại tình huống đó, tình huống bị thua đó thì có lẽ là duy nhất một tình huống đó thôi. Toàn đội đã không có được tổ chức phòng ngự tốt. Bởi lẽ trước đó tại các trường cấp chúng tôi đã gặp Indonesia, chúng tôi cũng có sự tập luyện chuẩn bị chống tình huống ném biên này. Trận đấu đó thậm chí là ở cái trường cấp chúng tôi còn nhận nhiều tình huống ném biên hơn, phải đến hơn 10 tình huống nhưng chúng tôi không để thua tình huống nào. Và trận đấu ở Jakarta vừa rồi thì các tình huống ném biên khác của họ thì cũng không có gì nguy hiểm cả, nhưng chỉ duy nhất một tình huống sai số đó về mặt tổ chức thì đã khiến đội Nhật bàn thua. Và tình huống đó thì ngoài được sai số về tổ chức thì cũng có sự mất tập trung của một số cá nhân nữa, và những cái thiếu sót đó đã khiến đội phải trả giá và bàn thua. Dĩ nhiên là sau mỗi trận đấu thì tôi luôn luôn có sự rút kinh nghiệm và điều chỉnh với tất cả các cầu thủ để nhằm làm thế nào nếu trận đấu ngày năm mai mà cầu thủ Pratama Akan số 12 của Indonesia vào sân thi đấu thì chúng tôi sẽ có sự kiểm soát chặt chẽ hơn và phòng tránh tối đa những sai số, không chỉ từ sai số từ những tình huống ném biên mà trước đó như Asian Cup chẳng hạn, chúng tôi
chúng ta đã bị thua từ tình huống phạm lỗi và dẫn đến tình huống penalty. Thì tôi tin là với sự điều chỉnh đó thì các cầu thủ chắc chắn là sẽ sẵn sàng hơn và kiểm soát tốt hơn những tình huống như vậy. Sau trận đấu với Indonesia thì huấn luyện viên Jose nói là sau trận đấu có một số điều lạc quan, thì cho tôi xin hỏi là những điều lạc quan đấy chính xác hơn là gì? In a press conference after the match in Jakarta, so you said about a number of positivities that you can observe during the match. So could you specify in details those kind of positivity to prepare for tomorrow's match? Yes, I have a great chance to have a large group with different unique players able to be assembled regarding my strategy. And the fact that the FIFA rules now is to have a possibility to have five substitutes is clear that the strategy in terms of plan A, plan B could be important and will be important for me in terms of management. That's why when I said that I got a lot of information about the players, it's clear that it means that all the players make entrance, plan B, last match, gave me some positive information. That's why now I consider that I can make my team between 15, 16 players. I have to make the best choice between 15, 16 players deserve to start the match. But also, I have to consider also 3-4 players able to finish the match, because we know that we have to make a great intensity during 95 or 100 minutes. And it's clear that we have to be ready to fight, to press, and to provide a lot of opportunity for scoring goals. But we need to be ready. And that's why I have the possibility now to choose between a large group. Trong tay tôi hiện tại thì tôi đang có một số lượng cầu thủ lớn và đồng thời họ cũng có sự đa dạng về bộ kỹ năng cá nhân nữa. Trong bóng đá ở thời điểm hiện tại thì với sự gia tăng về số quyền thay đổi người cho phép tôi có thêm sự lựa chọn về thay đổi và điều chỉnh về mặt đấu pháp. Ở thời điểm hiện tại tôi tin là tất cả các cầu thủ khi cần được vào sân họ đều có sự sẵn sàng, và đặc biệt là một số cầu thủ dự bị ở trong trận đấu ở Jakarta thì họ đã thể hiện tốt, và tôi tin rằng trong tay tôi hiện tại đang có khoảng 15 đến 16 cầu thủ sẵn sàng để tranh chấp những vị trí đá chính trong đội ngày mai. Ngoài ra thì đương nhiên là tôi cũng đang tính toán tới 3 đến 4 cầu thủ khác có thể coi như là cầu thủ dự bị chiến lược để nhằm thay đổi hoặc là củng cố thế trận nếu mà khi đội cần tới, bởi lẽ trận đấu thì kéo dài đến 90 phút và đương nhiên là với những trận đấu căng thẳng như thế này, đương nhiên là các cầu thủ sẽ cần duy trì một cường độ cao xuyên suốt trận đấu, và để đảm bảo về mặt thể lực cũng như là các hành động về pressing, về tranh chấp thì đương nhiên là chúng tôi sẽ cần đến những sự điều chỉnh thay thế, và tôi tin là tất cả cầu thủ thì đều sẽ có thể là sẵn sàng đạt yêu cầu của chúng ta. Myself and all the other players are reminded about the importance of the match tomorrow. So we'll try our best to be disciplined, to but also to be actively
on the individual part to realize the eventual target of the team, which is a win, and hopefully I will score as well to bring a win for the team. Of course, we lost in Jakarta, so the last 3 days, what do you do to continue to encourage the atmosphere within the team and to encourage the players for the next match? I don't need to encourage the players, I just see their face, their eyes and the body language to understand that they are in a way to prove that we are able to be more efficient, more concentrate. And this is the response. Of course, I try to help them to give them a maximum information defensively, offensively, because the role of the coach is to be the guide, to respect individual character, to respect the personality of each one, but to try to put them together, to have a big synergy, to see the same ball at the right time, to defend together, to attack together, and to try together to find the best way. And this is what we did every day, and I have the response every day of my players. Just maybe if I have an advice to them, I say, now you have a good student, you understand the coach, you understand the mechanic of the team, maybe you have also your part of responsibility to break your border and to also to impose your feeling, because the decision is not coming from me, the decision is coming from the player on the pitch. The efficiency is coming not coming from me, it's coming from the foot of the players. And this is what the player must be aware to say, okay, we have also our part of responsibility, and this is what we expect tomorrow. Bản thân tôi trong những ngày vừa qua, tôi có luôn quan sát biểu cảm, thái độ cũng như là cách sinh hoạt của các cầu thủ. Thì bản thân tôi không quá lo lắng về tinh thần của cá nhân các cầu thủ trên toàn đội. Bởi lẽ tôi cảm nhận được là họ vẫn đang tràn đầy sự khát khao để sẵn sàng vào sân để cống hiến. Dĩ nhiên là trên sân tập thì tôi luôn luôn thúc đẩy họ về mặt cá nhân làm thế nào để tập trung hơn, chỉnh chu hơn, chăm chút hơn về những hành động cá nhân của bản thân mình. Và bản thân tôi thì với vai trò là một huấn luyện viên thì dĩ nhiên trách nhiệm của tôi đó là làm thế nào để định hướng và đưa ra được những đấu pháp về mặt tập thể, về mặt lối chơi để toàn đội vào sân và có một định hướng nói chung. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng sau một quá trình làm việc khá là dài rồi thì bây giờ các cầu thủ đã rất là hiểu những yêu cầu mà tôi mong muốn và tôi đưa ra cho họ. Và vì vậy mà bây giờ thì tôi nói với họ đó là bản thân các anh cũng phải có trách nhiệm, dám nhận trách nhiệm về bản thân mình. Ở trên sân thì bản thân tôi không đã thay được cho các anh. Và bản thân họ là các cầu thủ ở trên sân thì họ cần phải ý thức được là lối chơi có thành công được hay không thì nó đến từ hiệu quả của các hành động cá nhân của họ. Và bây giờ là thời điểm họ cần nhìn nhận rằng tuân thủ đấu pháp, ngoài việc tuân thủ đấu pháp mà huấn luyện viên đề ra thì để hiện thực hóa nó thì các cầu thủ cũng cần nhìn nhận và thực hiện làm thế nào để tập trung nhất, chính xác nhất những ý đồ chơi đó. Okay. Okay, merci. Okay, thank you.